tứ mập trai nó thấy cái trai mập trai gì thông tin là bỏ thì vô Đà Nẵng mà tới quy động đi chứ không được ở đó đi chứ nhờ nó yếu. Bà Bùi Thị Tuyền ở thành phố Đà Nẵng cũng như những người dân có nhà không được kiên cố đã được chính quyền địa phương vận động đi đến nơi an toàn để tránh bão số 5. Lúc 19 giờ 45 phút ngày 17 tháng 9 năm 2020, tại phường Nại Hiên Đông, công tác vận động hỗ trợ xe đón người dân đến địa điểm di rời được thực hiện khẩn trương. Địa điểm làm nơi trú bão của người dân phường Nại Hiên Đông là trường trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch. Ngôi trường kiên cố, có các dãy nhà rộng rãi, lương thực và nước uống cũng được đảm bảo cho người dân khi đến trú bão tại đây. Thành phố Đà Nẵng đang nới lỏng giãn cách xã hội nhưng vẫn chú trọng việc phòng chống dịch COVID-19, thì bão số 5 đổ bộ khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, từ chính quyền đến người dân đều đồng lòng thực hiện song song vừa chống bão vừa chống dịch. Đối với địa bàn phường thì theo kế hoạch dự kiến là di tản 30 hộ, tăng 120 khẩu. Tuy nhiên thì trong quá trình này thì bà con nhân dân là cũng tự trở về nhà người thân và một số cái nhà lân cận. Thì cho đến nay thì còn khoảng 20 hộ còn phải di chuyển. Thì đây nên chúng tôi cơ bản là di chuyển xong. Đối với lại công tác phòng chống bão đợt này chúng ta phải lồng ghép cái việc phòng dịch. Bà con nhân dân khi mà chống tránh bão cũng đều phải mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, đồng thời là được sắp xếp vào các cái nơi trú ẩn cũng đảm bảo giãn cách. Cơ bản là bà con đều ủng hộ cái sự sơ tán của chính quyền vì là lúc này bão rất mạnh và bà con đều ý thức về cái sự nguy hiểm đó. Còn lại đối với lại chỗ các công tác hậu cần ở tại chỗ điểm mà sơ tán thì là địa phương đã đảm bảo về nước uống về các cái nhu yếu phẩm cần thiết thì bà con có cái sinh hoạt thì đều được đáp ứng. Chiều 17 tháng 9, tại cuộc họp bàn về phương án phòng chống bão số 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã yêu cầu các lực lượng ban ngành địa phương phải hoàn thành di rời 72.000 người dân tại các khu vực dự kiến chịu thiệt hại lớn khi bão số 5 đổ bộ trước 20 giờ cùng ngày.